Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tiếng Hoa số 9 đây. Chúc các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Tiếp tục là Honkai Impact 3. Thì bữa trước hình như là... Từ đã. What cái gì đây? Về. Ok, thì bữa trước mình đã chơi gần, nói chung cũng gần hết chương 3 rồi. Chắc video clip này mình sẽ chơi hết chương 3 luôn. Rồi, không nói nhiều nữa, vào thôi. Rồi. Thêm một tin xấu nữa. Theo quan sát của vệ tinh Destiny, vừa có 59 hạm bay qua bầu trời Thái Bình Dương. Vị trí hiện tại chưa rõ. Rồi ok. Chiến hạm bay lẽ nào là đội quân của Negentropy? Chắc là vậy. Các bạn nghe đây. Một khi đội quân của Negentropy phát hiện, nếu ngay cả các bạn cũng phối hợp thì sẽ bắt gặp hại rồi. Ok. Kiana, lần này hãy để tôi giúp bạn. Nhưng tên gian xảo của Negentropy cuối cùng cũng ra tay sao? Nhưng cũng chính là cơ hội. Ok, giúp đỡ Teresa, bạn muốn là làm gì? Chờ chút bạn sẽ biết. Ok. Wait, now. Ôi, từ. Hôm qua vừa mới nâng cấp nhân vật xong rồi sao đánh yếu thế nhỉ? Ủa rồi. Ôi. Nó đang né được rồi mà. Rồi. Mình chiếu lên luôn. Ok. Ba đến quái lầu vậy trưởng. Ôi, nào. Ôi, vãi. Chịu lên. Ok. Ôi, chưa xong à? Vãi vậy? Điều nữa đây. Bọt. Ôi, ấy, từ. Ôi. Ủa, đỡ ghê quá. Mọi người. Ôi, nào. Mọi người. Chịu lên.
Ôi rồi. Ok. Ôi, nào. Đi chiếu lên. Ôi. Ôi mẹ kinh ghê. Nào. Ôi. Đi. Đâu bố cái tàu à? Chiếu lên. Ôi. Ổn rồi. Ôi. Hết máu tới nơi rồi. Phải sao trâu vậy? Ủa trời. Mọi người. Không thốn gì luôn trời. Phải tao. Chiêu lên. Chọn rồi. Ok. Vai. Omatase. Issho ni kaerimashou. Tôi mất 4 phút luôn, ghê vãi thưởng. Rồi, tiếp theo thôi. Mà 15, chương 3. Level chỉ huy khá thấp vãi, từ từ đã. Để cài level lên mới được. Chơi gà quá. Và mình nghĩ các bạn cũng nên tải game này về chơi thử nha. Thực sự rất hay luôn. Cuối cùng cũng tìm được bạn Wendy. Vãi. Tại sao lại đuổi theo tới đây? Các bạn muốn chết sao? Rõ ràng lúc nãy đã tha cho các bạn. Để nào các bạn tự cho rằng có thể đánh bại tôi? Wendy, bạn hãy về với chúng tôi. Ở đây rất nguy hiểm. Tổng bộ Destiny đã phái Valkyria S đến bắt bạn. Đội quân của Negentropy cũng sắp đến. Valkyria cấp S. Valkyria được xem là có sức mạnh ngang với Hurt chưa sao? Được lắm, tôi phải thử xem sao. Sức mạnh của tôi có phải đã vượt qua Valkyria cấp S rồi hay không? Bạn còn ngông cuồng hơn tôi. Có gan lì tỉ thí với tôi. Rồi, vừa nãy tôi chỉ đánh qua loa mà thôi. Nếu tôi đánh thật, việc tiêu diệt Hercho cũng sẽ dễ như trở bàn tay. Ghê vãi. Tôi không muốn để Bronia đau lòng. Tôi không đánh với các bạn, đừng theo tôi. Lại bay đi rồi. Ôi. Hết.
một rồi. Ôi, anh né chậm quá. Ơi, vãi. Một rồi. Đừng hòng. Ôi. Ôi, từ. Ôi. Nào. Vãi. Rồi, ơi. Né chậm quá ơi, nó đánh liên tục. Thì chiêu lên. Này thì giỡn mặt hả? Không cho cơ hội để đánh luôn. Ôi, hết chiêu rồi. Từ. Đội người. Bọt. Ây chà, cá đây. Ây chà, thì chịu đây luôn. Ôi, vãi. Có gì đây? Thì chịu lên. Kinh quá. Rồi. Ôi, từ. Ôi, má vãi. Nào, mình chiêu lên. Này, giỡn mặt hả? Ủa rồi. Vậy đánh đi. Chịu lên luôn. Chết. Hay. Ok. Ôi, level 29 mới mở được. Vãi chưởng thật. Được rồi, chơi nhiệm vụ phục vụ này đi. Vậy hôm nay không hoàn thành được chương 3 rồi. Ha!
nào? Ôi, đông vãi. Từ. What? Con này nhanh lắm. Ui, con sốt quá chẳng biết đánh đâu trời. Rồi. Xong thấy chừng 5 chừng 6 hết nè. Phải chứng thật, từ từ đã. Như thế nào để coi. Nhìn thấy mấy cái này đó, phải chuẩn thịt. Thôi kiểu này không hoàn thành chương 3 rồi anh em ơi. Phải đạt level mới chơi được màn tiếp theo. Có cái quát cái gì đây? What? Được rồi, về. Rồi. Cái gì new gì đây? Có phòng gì đây trời? Cuối
Thôi được rồi. Thôi chắc dừng video tại đây thôi anh em ơi. Bye. Đã tới giới hạn thế được rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Tới đây thôi anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.